thép nhíp rèn, phần lưỡi dài 22, cán dài 12, rộng 10, dày 4 ly. Vừa có thể chặt, vừa cắt thái và có mũi nhọn. Phần mũi nhọn này có thể mổ cá, mổ gà, mổ heo. Con dao đa năng dùng được nhiều việc, và khi bạn dùng quen nó rồi có lẽ sẽ không thích các con dao khác nữa.